Hoa Lan, bạn sao vậy? Đừng nói là bạn say nha, mình mét đó cho khỏe đó. Làm gì có, mình bị hoa mắt, đau đầu khó chịu á. Bởi bạn tối ngày chui dưới đất, có nhìn thấy mặt trời đâu, nên dễ bị hoa mắt, chóng mặt là phải rồi. Ủa, ở dưới lòng đất thì liên quan gì đến chứng hoa mắt, đau đầu khó chịu của mình đâu chứ? Sao không liên quan, bạn thấy bạn hướng dương không? Chính vì suốt ngày nhìn vào mặt trời nên bạn ấy không những không bị đau đầu, chóng mặt mà bạn ấy còn trị được chứng đó nữa đó. Có đúng không đó? Mình cũng thỉnh thoảng bị. Hay bây giờ mình với bạn tự chữa đi. Tự chữa? Ông mặt trời ơi, cho con tí nắng nữa đi. Nắng nữa hả? Chờ chút nha. Khó chịu á. Phải ráng lên chứ. Trời trời, thiệt tình kìa. Các bạn nhỏ làm cái gì mà đi ngã đi nghiêng vậy kìa? Quậy quá quậy à, riết anh hết biết luôn á. Anh Huỳnh Đông, đừng hiểu nhầm. Em bị đầu choáng, mắt hoa, đau đầu khó chịu. Tưởng nhìn mặt trời sẽ hết. Ai dè. Bạn có sao không Khoai Lan? Hả? Cái gì? Xỉu rồi hả? Trời ơi, thiệt tình mấy em luôn á. Đốc tôi khỏe. Bây giờ sao đốc tôi khỏe? Hai bạn nhỏ vừa xỉu luôn rồi kìa. Đông lo quá à. Anh Huỳnh Đông đừng lo. Tại hai bạn đó bắt chước em, nhìn mặt trời nên bị choáng thôi. Nghỉ một tí là sẽ khỏe à. Ủa, mà hai bạn này bắt chước em hướng dương để làm gì chứ? Vì tụi nhỏ nghe nói là hướng dương chữa được đầu choáng, mắt hoa, nên cứ nghĩ là nhìn mặt trời giống hướng dương á, thì mình cũng có khả năng đó. À, thì ra là vậy. Ủa, nhưng mà đốc tôi khỏe, em hướng dương có chữa được bệnh hoa mắt chóng mặt đó không? Tất nhiên là được nha anh Huỳnh Đông. Ai mà bị đầu choáng, đau đầu, hoa mắt, khó chịu, mặt má sưng đau thì sử dụng bài thuốc từ em sẽ có kết quả tốt lắm đó nha. Hay vậy hả? Nếu vậy thì bây giờ em hướng dương với đốc tôi khỏe chia sẻ thông tin này cho khán giả chương trình được biết đi. Cách sử dụng đơn giản lắm mọi người à. Ai mà bị đầu choáng, mắt hoa, nhất là những người bị tụt huyết áp hoặc là thiếu máu, dễ gây ra tình trạng choáng váng, hoa mắt, đau đầu khi đứng lên ngồi xuống. Trường hợp này thì có thể lấy từ 10 đến 15 gram hoa hướng dương sắc uống. Muốn bổ hơn nữa thì mọi người lấy chừng 20 gram hoa hướng dương, đem chân thành than, rồi sau đó thêm vào 1 đến 2 quả trứng gà, nấu cho thật chín rồi dùng nha. À, thì ra cũng không có gì phức tạp, ai cũng có thể áp dụng được hết. Nhưng mà nếu như trong nhà mình mà không có trồng sẵn hoa hướng dương á, thì mình cũng có thể mua hoa hướng dương ở các tiệm thuốc, đúng không đó tôi khỏe? Đúng rồi, giờ gì cũng công nghệ cả, thậm chí lên mạng, bấm bấm vài phát là có người gửi hàng hoa hướng dương vừa tươi vừa khô cho mọi người liền. Dạ đúng rồi đó tôi khỏe, thời đại 4.0 rồi mà. Bởi vậy, em cũng lên 4.0 luôn rồi. Ủa, là sao? Em lên 4.0 chỗ nào? Anh chưa hiểu. Thì giờ ai mà chấm em 4 sao là em không thích đâu nha, 5 sao mới thích. được rồi Hướng Dương, em 4 sao, 5 sao gì cũng được hết á, em là số 1 mà. Nhưng mà bây giờ thì mình cùng chào tạm biệt quý vị khán giả nè, thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Và bây giờ thì Huỳnh Đông, Tất Tục Khỏe và các bạn nhỏ xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Tạm biệt. Hướng Dương em xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye khán giả thân thương nha.